Giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Mỹ có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, huyện đang tích cực triển khai các khâu trong lộ trình sắp xếp với những bước đi thận trọng, phù hợp, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Là một trong 9 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đợt này, xã Tân Việt đã sớm có nghị quyết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai đề án sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Thời điểm hiện tại, xã triển khai các bước theo quy định, phân công cho từng đồng chí, đảng ủy viên phụ trách các khu dân cư, tuyên truyền, vận động, tăng cường tuyên truyền ngày 3 buổi trên hệ thống đài truyền thanh của xã, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách ở bộ phận một cửa và 5 khu vực bỏ phiếu ở 5 thôn để việc lấy phiếu của người dân đạt kết quả cao nhất. Vì vậy, cơ bản cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã đồng thuận cao. Là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các cái nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là tổ chức thực hiện về việc tuyên truyền cán bộ nhân dân hiểu được về cái ý nghĩa của cái việc sáp nhập đơn vị hành chính là để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là cũng tinh giản bộ máy, đảm bảo nhanh gọn và hiệu lực hiệu quả. Cũng mong muốn được sáp nhập thuận lợi hơn trong cái việc là xây dựng và phát triển cho quê hương cho nông thôn. Xác định sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho địa phương phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Xã Nghĩa Hiệp đã bám sát đề án, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên triển khai thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng tiến độ. Để tổ chức thành công việc lấy phiếu ý kiến của cử tri đồng thuận với đề án sắp xếp đơn vị hành chính, xã đã tăng cường tuyên truyền niêm yết danh sách cử tri tại Ủy ban nhân dân xã và cả 3 thôn, tổ chức họp giao ban Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tôi thấy cái chủ trương này là rất đúng đắn và phù hợp với cái điều kiện bây giờ. Sáp nhập thành một xã thì cái xã đó là đoàn kết và phát triển. Thực hiện cái công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân và có những cái thông tin để người dân hiểu và nắm được cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thì cho đến tại thời điểm này thì cơ bản là người dân cũng đồng thuận. Giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Mỹ có 9 xã thực hiện sắp xếp gồm Nghĩa Hiệp, Sai Phạm, Tân Việt, Lý Thường Kiệt, Việt Cường, Minh Châu, Yên Hòa, Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ. Khi triển khai, huyện Yên Mỹ có phương án nghiên cứu, sáp nhập các xã vừa đảm bảo theo quy định, vừa phù hợp với thực tế. Do thời gian khẩn trương, phải đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch đề ra tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện, tập trung cao cho công tác tuyên truyền, thành lập 43 tổ lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4. Đồng thời, giao cho các đơn vị chủ động nắm bắt kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở để việc sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra thành công.